Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh tin tức của Song TV. Kính thưa quý khán thính giả, trong bản tin ngày hôm nay, Trung Quốc phản ứng gì khi Việt Nam gia nhập nhóm A5 bảo vệ chủ quyền Biển Đông? Các hành động hung hăng nhằm mở rộng sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian qua đã khiến nhiều nước Đông Nam Á cảm thấy lo lắng. Cục trưởng Cục An toàn Hàng hải Indonesia mới đây tuyên bố sẽ mời Cục trưởng Hàng hải 5 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN gồm Brunei, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam, tổ chức hội nghị vào tháng 10 tới, được thảo luận về những biện pháp ứng phó chung có thể áp dụng đối với hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông. Danh sách những nước được Indonesia mời họp đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines và Việt Nam nằm trong khái niệm mới của giới chuyên gia là nhóm 5 quốc gia có các vấn đề lãnh thổ và hàng hải với Trung Quốc. Còn Singapore, một quốc gia khác trong khu vực ASEAN được mời tuy không có tranh chấp lãnh thổ với nước nào ở Biển Đông, nhưng lại có tiếng nói rất mạnh trong việc bảo vệ các tuyến đường biển quốc tế tự do và mở rộng đi qua khu vực. Sebastian Senjo, cây bút chuyên về Đông Nam Á, nhận định lời mời của Indonesia tương đương như một lời kêu gọi đoàn kết giữa các nước ASEAN quanh Biển Đông trước mức độ nghiêm trọng của những thách thức mà Trung Quốc đặt ra đối với những vùng đặc quyền kinh tế của 5 nước này. 3 trong số đó có Malaysia, Philippines và Việt Nam hiện đang kiểm soát một số đảo san hô ở quần đảo Trường Sa. Brunei chưa bao giờ chính thức tuyên bố chủ quyền đối với 2 thực thể địa lý nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Tuy nhiên, việc đường chính đoạn của Trung Quốc nằm sát bờ biển của Brunei thực sự chướng tai gai mắt. Jakarta là một bên trong tranh chấp vì đường chính đoạn gây tranh cãi của Trung Quốc trùm lên vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Singapore thì không phải là một bên có tranh chấp, song có lẽ đã được mời với tư cách là một trung tâm trung chuyển. Chính nước này có lợi ích nhất định đối với sự ổn định ở Biển Đông và dòng chảy thương mại tự do hàng hải. Mặc dù các nước Đông Nam Á và Trung Quốc duy trì trao đổi kinh tế thương mại chặt chẽ, nhưng họ vẫn có những mối lo ngại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Các quốc gia Biển Đông ngày càng bị Trung Quốc áp dụng chiến thuật vùng xám đe dọa. Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh các tuyên bố chủ quyền ở khu vực Biển Đông, xây dựng đảo nhân tạo ở Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, khiến cho các nước Đông Nam Á có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông luôn xảy ra va chạm với Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần vi phạm chủ quyền của các nước láng giềng bằng cách triển khai hàng trăm tàu đánh cá, tàu khảo sát và giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước này, thường được hộ tống bởi lực lượng tuần duyên hoặc hải quân của Trung Quốc. Philippines, quốc gia thường xuyên xảy ra tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, gần đây đã đăng ký hợp đồng đặt mua 2 tàu chiến mới từ tập đoàn công nghệ nặng Hyundai của Hàn Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hải quân nước này để ứng phó với những thách thức tranh chấp ở Biển Đông. Do sức mạnh quốc gia suy giảm, sức chiến đấu của hải quân Indonesia trong những thập kỷ gần đây đang giảm dần. Thậm chí nước này vẫn đang sử dụng các tàu chiến Mỹ trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, mãi đến năm 2010, khi ông Benigno Aquino lên làm tổng thống Philippines mới thúc đẩy hiện đại hóa hải quân. 2 kinh hạm Manila đặt mua từ Hàn Quốc lần này sẽ chủ yếu dùng để bảo vệ các tàu của Philippines khỏi bị tấn công. Trước đó, Philippines cũng đã đặt hàng 2 tàu tuần duyên và 3 tàu nội bộ từ Australia. Mới đây, Philippines đã tuyên bố sẽ bỏ ra 520 triệu đô la để mua tên lửa Ramos của Ấn Độ để nâng cao khả năng phòng thủ trên biển. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã phát sinh nhiều tranh chấp trên biển với Indonesia. Trong 5 năm qua, Indonesia chỉ trích Trung Quốc thường xuyên điều nhiều tàu cá lớn vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, gần quần đảo Natuna dưới sự hộ tống của lực lượng hải cảnh và dân quân biển. Trong những tháng cuối năm 2021, Trung Quốc và Indonesia xảy ra đối đầu ở mức độ thấp do Jakarta tiến hành khoan thăm dò một mỏ dầu gần quần đảo Natuna. Phía Trung Quốc yêu cầu Indonesia ngừng thăm dò dầu mỏ và khí tự nhiên ở khu vực này. Tuy nhiên, Indonesia từ chối và hoàn thành dự án thăm dò trong thời gian 6 tháng. Để ứng phó với tình hình Biển Đông, Malaysia cũng đã tăng cường sức mạnh chiến đấu và có ý định mua 33 máy bay chiến đấu FA-18 CD Hornet đã qua sử dụng. Cuối tháng 5 năm 2021, biệt đội 16 máy bay quân sự bao gồm I-20 YL-76 của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển thuộc quyền tài phán và vùng thông báo bay Kota Kinabalu của Malaysia, khiến chính phủ và phe đối lập cũng như quân đội Malaysia đều chỉ trích động thái này của Trung Quốc, đồng thời cũng khiến Malaysia phải nâng cao năng lực chiến đấu của hải quân. Năm 2020, Việt Nam đã phải trả khoảng 1 tỷ đô la Mỹ cho các công ty năng lượng quốc tế sau khi phải hủy các hợp đồng thăm dò dầu khí ngoài khơi do sức ép từ phía Trung Quốc. Chính vì những lý do đó,
một cuộc thảo luận về các lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực có thể ứng phó hiệu quả với chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh sẽ rất hữu ích trong bối cảnh hiện nay. Hội nghị do Indonesia chủ trì vào tháng 10 tới đây có thể sẽ củng cố lập trường của 6 nước đối với Trung Quốc năm 2014. Philippines lúc đó đang thách thức về mặt pháp lý đường chín đoạn tại tòa trọng tài đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp 4 bên tranh chấp. Tuy nhiên, vào phút chót, Brunei đã rút lui không lý do, 3 quốc gia còn lại đã thảo luận những gì còn lại. Sau đó, các nước này không ngồi lại với nhau thêm một lần nào nữa. Mặc dù các quốc gia Biển Đông của Đông Nam Á đang cùng phải đối mặt với một vấn đề, những sự hợp tác giữa các quốc gia này rất kém. Có 3 lý do để giải thích những sự hợp tác chưa hoàn thiện này. Thứ nhất, các yêu sách lãnh thổ rộng lớn chưa được giải quyết và biên giới biển giữa các quốc gia này chưa được phân định ở Trường Sa. Việt Nam tuyên bố chủ quyền với các đảo nhỏ do Malaysia và Philippines chiếm đóng, trong khi hai nước này cũng tuyên bố chủ quyền với các đảo san hô của nhau. Dù đã đạt được một số tiến bộ trong những năm gần đây, song chính phủ và các nước Đông Nam Á vẫn chưa phân định được các vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. Tranh chấp giữa các quốc gia này tuy không còn gay gắt như những năm 1990, song vẫn là một trở ngại cho sự hợp tác. Thứ hai là việc các bên tranh chấp Đông Nam Á đang áp dụng các biện pháp tiếp cận khác nhau đối với vấn đề Biển Đông. Việt Nam có đường lối cứng rắn hơn, chống lại Trung Quốc và thể hiện rõ sự quyết tâm phản kháng khi cần thiết. Philippines thì loay hoay giữa các việc đứng lên chống lại Bắc Kinh và cố gắng lấy lòng nước láng giềng khổng lồ này. Malaysia tìm cách giảm nhẹ tình huống tranh chấp, trong khi Brunei chủ yếu là im lặng. Thái độ của Indonesia trước các hành động của Trung Quốc trên biển cũng không quá rõ ràng. Thứ ba là tâm lý quan ngại chung, bất kỳ nỗ lực nào phối hợp cũng có thể gây ra phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh không hề muốn các bên tranh chấp ngồi lại với nhau và đưa ra lập trường chung. Thay vào đó, nước này chỉ muốn chia để trị, tức là đàm phán song phương với từng nước. Thậm chí, Bắc Kinh còn thúc đẩy các tranh chấp cùng khai thác một phương án hoàn toàn có lợi cho Trung Quốc và bất lợi cho các quốc gia trên Biển Đông khác. Liệu trong kỳ họp lần này, các quốc gia trên Biển Đông có thể tập hợp lại thành một liên minh để chống lại sự cưỡng ép và đe dọa từ phía Bắc Kinh hay không? Thái độ của Indonesia trong năm 2021 đối với các hành động hung hăng của Trung Quốc đối với vùng Bắc Natuna của nước này có nhiều điều khó hiểu. Tuy nhiên, trước sự đe dọa ngày càng lớn của Trung Quốc, có thể Jakarta cuối cùng đã nhận thấy mình nên tìm kiếm sự liên kết cho việc chống lại các đe dọa này. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, đại diện của năm quốc gia này sẽ thảo luận điều gì? Một mặt thống nhất phản đối các tuyên bố của Trung Quốc sẽ gây ra phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh. Liệu các quốc gia Đông Nam Á có đủ can đảm để đối mặt với điều này hay không? Tuy nhiên, có thể có các cuộc đàm phán về việc nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải, chia sẻ các phương pháp hữu hiệu nhất và thậm chí là tổng hợp thông tin tình báo. Còn nếu các quốc gia được mời, không hồi đáp hoặc không tham dự điều đó, chẳng khác nào một chiến thắng cho Trung Quốc khiến Bắc Kinh tiếp tục tăng cường chiến lược chia để trị để tiếp tục làm suy yếu sự đoàn kết của ASEAN trong vấn đề này. Chính vì vậy, đây cũng là dịp mà các quốc gia Biển Đông cần phải thể hiện và tận dụng sức mạnh của sự đoàn kết để có thể cùng nhau chống lại sự đe dọa từ Trung Quốc trên Biển Đông. Việc hội nghị này có tác động ra sao đến tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc cũng sẽ rất đáng được theo dõi. Kính thưa quý khán giả, các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến diễn ra trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV nơi đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.